Hàng ngàn cây hoa hướng dương vàng rực, khoe sắc lung linh trong nắng, được trồng trên khu đất cao, mô phỏng một ngọn đồi tại công viên văn hóa Đầm Sen, đang thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng bạn bè. Không quá đông đúc như những vườn hoa hướng dương khác, nên du khách thoải mái trải nghiệm cảm giác len lỏi vào vườn hoa hướng dương và dễ dàng tìm cho mình góc máy đẹp nhất lưu lại hình ảnh. Nơi đây hứa hẹn là nơi thư giãn thiên nhiên lý tưởng cho khán giả, với những bông hoa bao phủ bởi hương thơm tươi mới và không gian tĩnh lặng.